lên 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 con pin nhầm mở đi. Lên đây nhận tí đi. Thì nó dắt vô nhà mà sao nghe intro không? Cái gì? Tụi nó dắt nhau vô nhà hay là đi rồi? Trong phòng vậy á. Đồng hồ xuống đây đây. Bên này cảm giác nó đau hơn bên kia. Với lại nặng nãy giờ y rồi đó. Lúc nào rồi mới thì nó còn đỡ hơn. Đi qua giùm chị thế. Càng ngày nó phải càng thấm. Bình nó dậy nó ngủ tiếp mà. Hàng xóm toàn là bạn gái không? Không có bạn trai nào luôn á. Vậy? Trường ngủ hả? Lấy cái áo trắng lấy chân. Tại nãy nó đang đái nên nằm đó lấy một đồ để đi thay để ngủ cá. Đứng quỳ biết hát nước mà không biết đi đái kêu gì đấy. Bắt quỳ hả? Phạm lỗi gì mà bắt quỳ dữ nha. Anh Kinh cũng sợ quỳ lắm. Quỳ mà có mẹ ở đó là không dám thay đổi tư thế quỳ luôn.
đến lúc mà đứng lên là đi chân đi xiên vẹo luôn. Đi không nổi luôn, sợ lắm. Hồi tối tội nghe mẹ đau bụng, cái ông buồn ngủ lắm rồi mà ông nghe mẹ đau bụng, ông nằm ông xoa bụng mít vậy đó, mắt thì nhắm mà tay thì xoa, ngồi xoa mệt rồi chuyển qua nằm. Mẹ kêu là thôi mẹ đỡ đau rồi đừng có xoa nữa, vậy mà cứ vừa mơ màng ngủ vừa tay vừa xoa mít vậy đó. Ông nóng nực, ông nóng nực cái ông dậy ông bật quạt, em chị hé hé mắt chị coi thôi, bật quạt xong rồi cái đang nằm ở trong mà bật quạt xong rồi sợ là quạt nó vô mặt mẹ, cứ nằm ở ngoài rồi lấy cái tay che lại thì cho quạt nó khỏi vô mặt mẹ. Bình thường do là chị không thích quạt nó vô mặt, cái ông thấy che mỏi quá cái ông dậy ông đi chỉnh quạt, ông bật rồi ông chỉnh một chập ông thấy hết nóng rồi. Ông lại mờ ra, ông tắt. Lấy cái tay mẹ ra, ông chui vô nách, ông nằm ngủ. Cái lúc nãy ngồi ăn cơm, cái anh cũng nói. Rồi tối con nóng quá, con bật quạt mà con sợ quạt vô mặt mẹ nên con lấy tay con che. Vì tại con không muốn mẹ thức giấc. Con sợ quạt vô mặt mẹ. Nhỏ thương rồi lớn lên không biết sao trời. Gán xuống dưới tí nữa nha. Đợi mẹ tí. Cao quá, nhìn cái bụng nó nhỏ. Mấy trăm? 59 nghìn.